Ta cảnh cáo cô, tốt nhất dừng tay lại đi, đừng giết người nữa. Trục đồng tâm và chìa khóa còn lại cô đang giữ đúng không? Đây là chuyện của nhà ta. Để hoàng thượng nghỉ ngơi trước đi. Lão sư, phiền lão sư giúp ta đem những con thiết câu hồi trùng này để lưu trữ lại. Chúng ta vẫn quay trở về thời điểm bắt đầu rồi. Đúng vậy, học sinh vẫn quyết định bắt đầu điều tra từ nguyên căn ban đầu. Trước đây thiết câu hồi trùng mà học sinh dùng nội lực ép ra đều là trong cơ thể của hoàng thượng. Mấy ngày nay học sinh từ một bộ kỳ thư của Tây Vực đọc thấy được một cách mới. Chỉ cần trên vài quyệt đạo của hoàng thượng châm kim vào đó, thiết câu hồi trùng ép được tiết từ đó ra chính là có từ trong lục phủ ngũ tạng của hoàng thượng. À được, tiếp theo đây ta sẽ đem những con trùng nhiễm độc này chia ra ghép vào các loại ốc nghiệp rồi quan sát tỉ mỉ, nhắc nhở cho lão sư rồi. Ừ, đi thôi. Quân đã gặp Đăng Đồ rồi thật sao? Đúng vậy, tất cả ngư dân đều giải đáp hết rồi, nhưng mà cô ta không chịu hợp tác. Kê Bạc Dương đúng là có mưu lược, Đan Phượng ngoài sáng, Đăng Đồ trong bóng tối, vì cái gọi là hồng đột diễn trí của bản thân mình đã hủy hoại các cuộc đời Đăng Đồ. Diêm Thiết Sơn, Bình Nhất Phàm bị Đăng Đồ giết hại, sự tàn nhẫn của người này khó mà tưởng tượng được. Nhưng bằng sức lực của một mình của ta chưa chắc là đối thủ của Quắc Hưu. Cô ta không chịu hợp tác với huynh, nhất định là còn có kẻ khác giúp đỡ. Ta còn một phát hiện nữa, chiêu thức của Đan Đồ và sát thủ lần đầu tiên tập kích huynh y hệt như nhau. Trước đây ta tưởng là kẻ truy sát huynh là người của Thanh Y Lâu, thì ra là Đan Đồ muốn ngăn cản huynh điều trị cho hoàng thượng. Ta chuẩn đoán ra được trùng độc, có người trong lòng sợ hãi. Kẻ hạ độc là thần tiên tỷ tỷ Đan Đồ, chứ không phải là Quắc Hưu. Cô ta mới là hung thủ. Có lý. Vậy thì trùng độc của Đan Đồ là có từ đâu? Trùng độc tổng cộng chỉ có 3 con, ngoài Quắc Hưu và độc cô ra, con thứ 3 là ở Kim Bạc Sơn. Trùng độc của độc cô nhất hạt đã độc hạ sư thái. Vậy thì Đan Đồ hoặc là từ chỗ Quắc Hưu, hoặc là từ núi Kim Bằng có được trùng độc đó. Lúc thả trùng độc còn gặp được hoàng thượng. Cô ta hạ độc là vì chìa khóa vàng. Cô ta dùng trùng độc làm món hời, trao đổi lợi ích giữa kẻ đứng đầu giật dây. Phục quốc là sứ mạng của Đan Đồ. Hai chữ quyền lực khiến cho biết bao nhiêu người trở nên hung tàn giả thú. Nếu huynh không phải vì báo đáp ân tình của Lý Thái Y, nếu không phải ta hứa giúp Đan Phượng, hai chúng ta sẽ không bị cuốn vào đây. Trục đồng tâm đã ở trong tay Đan Đồ, chúng ta phải tìm được Quắc Hưu trước cô ấy mới được. Chỉ cần Quắc Thiên Thành cắn câu, chắc chắn có thể dụ Quắc Hưu ra. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy? À, cô trả giá bao nhiêu? Chỗ này đã đủ chưa? À, dạ đủ rồi, à, đủ rồi. Chưa ăn cơm phải không? Đi ăn cơm đi. Dạ, được rồi, được rồi. À, không bán nữa, đi thôi.
Dạ đa tạ ông chủ. Nữ nhi trang điểm vì người mình yêu, không biết Đăng Phượng tiểu thư làm gì chàng trai nào vậy? Thiếu chủ đừng trêu ta nữa, như vậy ta sẽ thấy ngại khi gặp Dương gia lắm. Cô và Dương gia đôi bên đều có tình, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Đúng vậy, đời trước sức khỏe của ta không được tốt, vì vậy đã ở bên ta rất lâu. Vậy Lục Tiểu Phụng đâu? Lục Tiểu Phụng, hắn và A Tinh rất thân thiết, cậu không biết sao? Kẹo cho ta. Đúng rồi, lâu chủ có dặn dò bảo cô mau chóng đem Trục Độc Tâm về. Ngoài ra đây là bản đồ Kim Bạc Dương Trào, trong này có đánh dấu tất cả vị trí hiểm yếu. Cô nhớ lại một chút, kho báu ở đâu? Kho báu sao? Như trước này cho ta chưa từng dẫn ta đến kho báu bao giờ, ta không biết đâu. Để cô đều đánh dấu tất cả những nơi cha cô đã dẫn cô đi qua đi. Nhớ kỹ, chuyện này không được để cho người thứ hai biết được. Ta biết rồi. Dù là Dương gia ta yêu nhất, ta cũng sẽ không nói cho ngài ấy biết. Quốc hư. Đại gia, đại gia vào đây đi. Vào đây, vào đây với tiếp đại gia. Được, lâu quá đi mà. Vào lẹn, vào lẹn. Đại gia. Thật không ngờ thi thể cha ngươi còn chưa lạnh, thiếu chủ đã có giả hứng như vậy. Thật không ngờ đường đường Lục đại hiệp mà cũng theo dõi ta. Ta tới tìm ngươi là vì muốn nhờ ngươi chuyển vài lời đến Quốc Hưu. Lâu chủ đã qua đời rồi, ngươi đang nói gì vậy? Tóm lại phiền ngươi chuyển lời tới lâu chủ của ngươi biết. Nhắm vào hoàng thượng Băng Hà thì là tội tru di cửu tộc. Hắn chết rồi, ngươi đừng hòng trốn được. Thật ra ta muốn đích thân gặp hắn, tìm hắn hỏi cho rõ hắn rốt cuộc làm thế nào độc hại hoàng thượng. Ông ấy không hề hạ độc, ông ấy cũng đang tìm chìa khóa vàng. Quả nhiên là hắn chưa chết, vậy thì càng đáng sợ. Còn có một người tàn độc hung hãn hơn hắn đang tìm hắn, nộp ra chìa khóa vàng ta có thể giúp hắn ta. Nếu không thì khó nói rồi. Người đang nói tỉ tỉ của Đằng Phượng sao? Quốc Hưu quả nhiên rất thông minh, đến cả điểm này cũng bị hắn đoán ra. Các ngươi muốn mở cửa kho báo trước nhất, cướp hết báu vật rồi đem thuốc giải đi lãnh thưởng. Bạn vậy đánh quá hay chứ. Nhưng mà ta nói trước, suy tính mưu kế ngược lại hại chính mình, kẻ tham lam không có kết cục tốt đâu. Không sai, cha ta chính là Thượng Quan Mộc. Lục Tiểu Phụng, cha của ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tội, sắp quy hoàng thắng đạt, rạng danh lập vạn rồi. Ngươi thấy rằng ông ta sẽ ngoan ngoãn đem tất cả những thứ này dâng cho ngươi sao? Thiên đường hữu lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại vào. Tham lợi trước mắt quên quả sau này, lại không biết đằng sau có hoàng tước đi theo. Ta nói hết lời rồi, nếu như không phải thấy các ngươi, có lẽ không có âm mưu hạ độc, thì ta đã sớm phế hết võ công của con chuột cho ngươi rồi. Còn như giúp Phi Yến xả giận, nói cho Quốc Hưu biết, nếu như hắn còn muốn tiếp tục làm con rùa đục cổ thì mau nạp chìa khóa vàng đây. Đăng Phượng, thế nào rồi, gặp được Quốc Thiên Thanh chưa? Quốc Thiên Thanh chắc chắn là đang dẫn chịu sự khống chế của hắn ta. Này phải cẩn thận đó, đừng để lộ sơ hở. Hắn còn cho ta viên thuốc kẹo, ta xoay người nhả ra rồi. Chàng xem đi, hắn còn đưa cho ta một bản bản đồ của toàn bộ phạm vi Kim Bằng Dương Triều, còn kêu ta phanh dùng vị trí đại khái của kho báo nữa. Mô tả rất tỉ mỉ. Quốc Khu không thừa nhận hạ độc, còn đoán ra được đan độ. Ta vẫn không tin là do tỷ tỷ hạ độc. Từ lúc bọn ta 4 tuổi, từ lúc rời khỏi nước Kim Bằng, sau đó chưa từng quay về.
Vậy thì tỷ tỷ có được trùng độc từ đâu chứ? Liệu có phải là Quốc Khu đã giàn bẫy? Có lẽ mọi chuyện đều là do Quốc Khu đằng sau giật dây. Nữ nhân hoàng thượng gặp được chính là Đan Đồ. Nếu chuyện này là thật, hy vọng nàng có thể chấp nhận. Tỷ tỷ và Quốc Khu không nhường lẫn nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ có một người bị thương. Ta tuyệt đối không để Quốc Khu làm hại tỷ tỷ đâu. Nếu như tỷ tỷ đúng là người hung thủ hạ độc, vậy tỷ tỷ ấy cũng là người bị người khác sai rồi. Ta phải tìm ra kẻ đó để giảm nhẹ sai lầm của tỷ tỷ. Kế sách bây giờ, nàng phải trở về Dạ Dương phủ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, lẳng lặng quan sát, giải ra hết mọi nghi điểm trong đó. Lục huynh, huynh đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với huynh. Có chuyện gì vậy qua thiếu gia? Lần trước ta đã lấy một ít nước bột của Tiểu Bạch cho vào thuốc, phát hiện ra có thể chế ngự được trùng độc. Ý huynh nói là có thể trị khỏi bệnh cho hoàng thượng hay sao? Ta dùng nước bột của Tiểu Bạch phối với lưu dân hương thảo, tuy không thể triệt để giải độc nhưng có thể chế ngự được độc phát. Nhưng mà chuyện này ta sợ bị lộ ra ngoài, nên đến cả thái hậu ta cũng vẫn chưa bẩm báo. Thế này thì ta có nhiều thời gian hơn để điều tra rồi. Ta mắc trong hoàng cung quá nhiều, tuyệt đối không được để đối thủ biết được tiến triển chúng ta. Nghe Đặc Phượng nói cô ấy sẽ về Dương phủ, ta muốn biết Lục huynh bước tiếp theo sẽ là kế hoạch gì. Ta đã đang Phượng tìm lý do trở về đó. Một mặt giáp giờ vẫn bị Quốc Khu khống chế, mặt khác có thể nghe động tĩnh của Dạ Dương và Đức Dương. Đan Phượng lo lắng Đan Đồ bị hại, không biết Đan Đồ hợp tác với ai. Chúng ta tiến hành đồng thời cả hai mặt, chắc chắn có thu hoạch. Hai vị Dương gia này, bất luận là ai lên làm hoàng thượng đều chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách trị khỏi bệnh cho hoàng thượng. Dù sao hoàng thượng cũng là một vị hoàng đế tốt, chăm lo triều đình lại ôn hòa. Nếu còn thêm Dục Dương bị giam lỏng, kẻ trong lòng đen tối bất luận là ai đều làm người khác thấy ghê sợ. Đúng vậy, bỏ độc thật sự là một thủ đoạn bí ổi và nhu nhược, diệt trừ từng người thân của mình, rồi sau đó bản thân đặt cơ làm vua. Loại thủ đoạn đê tiện này cũng bình thường thôi. Thủ đoạn bí ổi này là họa hại cho chúng sinh. Đại Phượng cô nương à, khó khăn lắm mới nghe ngóng được cô ở đây nè. Dương gia phái tiểu nhân đem bức thư gửi cho cô. Mong được tiếp tục cùng người xưa, mây mưa ngập núi mong mỏi vô cùng, tựa cửa ngóng chờ mãi chẳng thấy. Đan Phượng, vì sao nàng lại đột nhiên rời khỏi ta vậy? Có phải ta làm sai điều gì không? Ta chỉ là ra ngoài chút chuyện riêng, giờ đây chuẩn bị về đó. Chuẩn bị về đây. Dạ.
Đan Phượng. Đan Phượng. Đan Phượng. Là nàng thật sao? Vậy là tốt rồi. Đan Phượng. Dương gia, Đan Phượng đã nhờ Lục Tử Phụng tiếp tục điều tra chuyện của Quá Giang. Lần này trở về Dương phủ là mong có thể giúp Dương gia điều tra rõ Diệp Mộc Thanh Phong bị giết hại. Không, là ta bảo vệ nàng không tốt, là ta làm việc không chu toàn, để Mộc Thanh Phong gây chuyện ở Dương phủ của mình, khiến nàng phải chịu oan ức, bị người khác khiển trách. Ta cũng rất hối hận vì đã coi thường tâm cơ của Đức Dương. Không, Dương gia, Mộc tướng quân bị giết quả thật có liên quan đến Đan Phượng, không thể vu oan cho người tốt được. Đan Phượng, nàng không cần phải lo đâu. Việc này bổn Dương tự làm chủ. Nàng cứ việc nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Mẫu hậu bảo chúng ta mau chóng cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự. Dương gia, ta không thể giải thích rất nhiều chuyện, nhưng hôn nhân đại sự thứ lỗi cho Đan Phượng không thể đồng ý. Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa. Đan Phượng, nàng quay về là tốt rồi. Đan Phượng, những gì còn lại không cần phải nói nữa. Có lẽ ta vẫn chưa đủ tốt, cho nên nàng mới do dự. Nhưng ta đảm bảo, ta sẽ trao tất cả những gì ta có cho nàng. Hãy để ta được chăm sóc nàng thật tốt. Đan Phượng, nàng biết không, từ sau lần đầu tiên gặp nàng, ta đã để ý nàng rồi. Hai chúng ta, ta là phiên dương, nàng là công chúa, phong địa của ta kề sát núi Kim Bằng. Đây không phải là nhân duyên trời định sao? Ta không muốn nghe nàng nói những lời đoan tuyệt. Nhớ lại những ngày trước, chúng ta chẳng phải đã rất vui vẻ hay sao? Nàng nhất định phải ở bên cạnh bổn dương, chỉ cần chúng ta thành thân. Đan Phượng, cho dù chuyện đó lớn đến mấy, cũng không ai dám truy cứu nàng đâu. Nói vậy, cái chết của Mộc Thanh Phong trong lòng dương gia hiểu là do Đan Phượng, có đúng không? Tại sao chàng không trách mắng ta? Ngay cả bản thân ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Không, việc này hoàn toàn không giống như nàng nghĩ. Những gì nàng nghĩ đơn giản như vậy, nàng có hiểu không? Một khi nàng thừa nhận sẽ liên lụy đến ta. Đan Phượng, ta không sợ bị trách phạt, nhưng mà mọi người trong Dương phủ đều sẽ bị liên lụy, nàng biết không? Đan Phượng, nàng yên tâm, nàng yên tâm đi. Việc này nàng nhất định không được thừa nhận, nếu không An Hoàng và Nô Bộc trong phủ sẽ không ai thoát được một người. Nàng hãy ở lại đây, hãy ngoan ngoãn ở lại Dương phủ. Đừng lo, bổn vương nhất định có thể bảo vệ nàng và người nhà của nàng, được không? Nè, sao lại thở dài? Lục Tử Phụng ta trước giờ chưa từng bất lực đẩy nữ nhân của mình cho một nam nhân khác. Cuối cùng bất luận ai thắng hay thua, nhất định là ác gặp ác, ở hiền gặp lành. Có điều ta hy vọng Quắc Hưu đừng chết trong tay Đan Đồ. Mối thù này ta nhất định phải tự tay báo thù mới gọi là ta. Ta đã nói Quắc Thiên Thanh gửi lời tới Quắc Hưu rồi, có lẽ hắn sẽ chủ động đến tìm ta. Nếu hắn biết điều thì sẽ giao chìa khóa ra.
Vậy huynh thở dài cái gì? Ta biết vì có một đối thủ rất mạnh cũng đang đeo đuổi Đan Phượng. À, cô ấy sẽ không bị vệ Dương gia đó làm cảm động thật chứ? Nè, ta sợ nhất chính là nói việc này đó. Được, không nói nữa. Quỳnh nói không thích nghe thì sau này ta sẽ không nói nữa. Mặc dù trong lòng ta biết ta cũng không nói được nữa. Có cần ta giúp Quỳnh nói với vệ Dương gia không để hắn đến nhường Đan Phượng? Đan Phượng quá đơn giản, còn cảm thấy khó coi vì lợi dụng vệ Dương. Một nam nhân phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Ta nghĩ là cô ấy thích ta nhiều hơn. Ta biết Quỳnh nghĩ vệ Dương không giỏi dỗ dành nữ nhân như Quỳnh. Đừng quá dương dương tự đắc nữa. Tốt xấu gì Quỳnh cũng là một đại hiệp. Một ngày Quỳnh không nói thì toàn thân cảm thấy khó chịu đúng không? Nè, vậy đâu có phải mũi nói là không nói nữa hay sao? Ta quên mất. Xin lỗi nha. Ta không nói nữa đâu. Con người Quỳnh á, đúng là có chết cũng giữ thể diện. Khổ thân trong lòng rõ ràng đã rỉ máu. Bên ngoài thì còn ra vẻ nữa nhưng không có chuyện gì. Từ khi nào muội thành tri kỷ của ta vậy? Một tri kỷ khác của huynh đến rồi kìa. Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nào, lại đây ăn vài món ta làm. Lục Tiểu Phụng, có nữ nhi hồng mà huynh thích nữa nè. Sao muội biết được chứ? Mình huynh nói nhiều quá đó. Uống rượu của huynh đi. Bà chủ à, cùng uống đi. Có ai tính bầu bạn với Quỳnh chưa đủ sao? Ta còn về với lão Chu nữa. Hả? Hai người từ từ ăn, ta đi trước đây. Nè. Một ly nha. Được. Cạn. Nè. Không phải vừa rồi Quỳnh tự tin sao? Quỳnh nói lấy lại tự tin đó. Quá hư. À, tính cô đương đừng kích động. Ta biết cô và Lục Tiểu Phụng đều không tìm được ta, nên ta chủ động tới. Con người ta thế nào không tệ chứ. Người dám đến tìm cái chết. Dừng lại. Ta có lời muốn nói với cô. Cô hãy nhắn tới Lục Tiểu Phụng giùm ta. Người muốn nói gì? Cô nói với hắn là những lời hắn bảo Quách Thiên Thanh gửi tới đã tới rồi. Vừa giờ đâu mà ta gửi lời? Sao ngươi không tự đến gặp huynh ấy? Cô nói hắn biết người hại độc không phải ta. Sao độc của ta vẫn còn ở chỗ ta? Nếu không tin thì mời hai người nếm thử mùi vị có được không? Đan Phượng có 1 tỷ tỷ khóa vàng nhà trục còn lại nằm trong tay cô ta. Đáng tiếc là ta không tìm ra cô ta. Thật sự không phải ngươi? Quan cũng không phải Thanh Y lâu, sao có thể để ta ra vào vàng? Muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi, đi tìm tỷ tỷ của Đan Phượng lấy chìa khóa vàng trục đầu tắm đi. Từ lúc đó Lục Tiểu Phụng mới có tư cách gặp ta bàn điều kiện. Ngoài việc ngươi muốn thuốc giải, còn muốn cô báo nữa? Không báo chắc chắn là ta muốn rồi. Có người ta rất thẳng thắn à. Lục Tiểu Phụng phao tin tuyệt đối không tha cho ta. Bảo hắn thả ngựa là được rồi. Cô hãy nói với hắn à, lấy được thuốc giải trước, làm công trước mặt Thái Hậu Hoàng Thượng, người đó mới là kẻ chiến thắng thật sự. Nhất định ngươi sẽ thua thôi. Ê, cô đừng nằm mơ nữa. Ngươi đừng có quá ngông cuồng. Sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội giết ngươi. Cô và Lục Tiểu Phụng liên thủ lại cũng không giết được ta. Ta khuyên mấy người suy nghĩ trước khi làm đi. Quách Hưu nói hắn không hạ độc. Hắn nói sao độc của hắn vẫn còn. Nếu chúng ta không tin thì hắn lấy ra. Kẻ hạ độc đúng thật không phải Quách Hưu. Ngoài hắn ra cũng chỉ có Đan Đồ thôi. Biết cách hạ độc bằng sao độc. Quách Hưu cũng nói như vậy. Hắn bảo huynh tìm được Đan Đồ rồi hãy nói điều kiện của hắn. Tiếc là Đan Phượng cũng không thể thuyết phục được Đan Đồ. Sao độc của Đan Đồ không phải Quách Hưu đưa cho? Lẽ nào cô ta đã lấy con ở trên núi Kim Bằng sao? Làm sao có thể khiến cô ta hợp tác đây? Tâm địa của cô ta độc ác như vậy, chắc chắn sẽ rất khó hợp tác. Tiểu ngư.
Sao Mùi lại ở đây một mình? Lục Tiểu Phụng đâu? Quỳnh ấy hả? Còn phải đi tìm người trong lòng rồi. À Tính, ta cảm thấy dạo này cô thay đổi rất nhiều. Ý cô là sao? Ý ta là bây giờ cô trở nên cởi mở rất nhiều, có phải muốn đếm thử tình cảm mới hay không? À Tính, cô có thể sẽ cảm thấy bây giờ như thế này sẽ rất có lỗi với tình cảm trước đây. Nhưng mà những gì trong quá khứ hãy để nó đi đi, còn người phải nhìn về phía trước. Nói thật thì ta thực sự rất may mắn để có thể gặp được mấy người. Nếu không bây giờ ta vẫn còn chìm trong đoạn tình cảm đó không dứt ra được. Lúc Thiên Tụng qua đời, cô giống như một du hồn vậy, bọn ta đều lo cho cô mất mạng. Đối với ta mà nói, Thiên Tụng là kỷ niệm đẹp nhất của ta. Ta để Quỳnh đây ở đây mãi mãi không quên. Sau đó ta phải sống thật tốt, làm lại từ đầu. Thiên Tùng trên trời có linh, nhất định sẽ chúc phúc cho cô. Thần kiếm về Dương gia. Di thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, hôm nay di thần đến đây thỉnh tội. Một tướng quân đến nhà di thần uống rượu qua chén nên đã chết bất kỳ tử. Đây là sai sót của di thần, di thần chịu trách phạt, mong mẫu hậu xử lý. Con không cần phải che giấu nữa. Ai gia biết được tin chuyện này liên quan đến Đan Phượng, con muốn bảo vệ cô ấy đúng không? Thế này đi, Ai Gia sẽ làm theo nguyện vọng của con, xác định cái chết là uống rượu quá nhiều. Nhưng con là chủ nhân của tiệc rượu, cũng phải có trách nhiệm. Ai Gia phạt con 2 năm bổng lộc để xung vào quốc khố, con có ý kiến gì không? Đa tạ mẫu hậu. Mẫu hậu, mẫu hậu nhìn xa trông rộng, không gì có thể giấu được. Đan Phượng vì vội vàng báo thù cho cha mới làm chuyện lỗ mãng. Nhi thần cũng là người chi hiếu nên có thể hiểu được. Thì ra là vậy. Việc liên quan đến chữ hiếu thì đừng quở trách cô ta nữa. Đứng dậy đi. Về Dương gia. Triệu tổng quản. Dạ, có nô tài. Mộc Thanh Phong trải qua 2 đời đế vương, lòng trung thành đáng khen, công tích hiển hách, trong dân chúng vô cùng có tiếng. Làm theo ý chỉ của Ai Gia, truy phong ông ta làm Trọng Dũng hầu, con cháu được phong tước, thưởng 2000 lạng vàng và lễ tán thân dương theo bổn triều. Tuân chỉ. Hoàng Nhi, con vì Đan Phượng tình nguyện chịu phạt, tình cảm sâu nặng như vậy, cô ta cũng thật lòng với con chứ? Mẫu hậu, Đan Phượng và con vô cùng hợp nhau. Con có việc muốn nói nhưng mà không sẽ thích hợp. Con muốn đợi sau khi hoàng thượng bình phục, có thể cho con và Đan Phượng mau chóng thành hôn. Từ khi hoàng đế bị bệnh nặng, trong lòng Ai Gia luôn đau khổ kìm nén, không ai thấu hiểu. Triệu tổng quản. Dạ, có nô tài. Hôn sự không cần phải đợi hoàng thượng khỏi bệnh mà lập tức hoàng hôn. Bậu hậu, ngươi thấy thế nào? Việc này của thái hậu rất anh minh. Hoàng thượng trọng bệnh, Dương gia nghênh phi, xung hỷ cho hoàng thượng, việc này rất tốt đó. Hoàng Nhi, việc này cứ định như thế nha. Triệu tổng quản, Ai Gia muốn đích thân lo việc này. Về phần lễ chế, ngươi hãy đi hỏi Trương đại nhân lễ bộ trước. Dạ. Chúc mừng về Dương gia, nô tài xin cáo lui. Mẫu hậu, mẫu hậu cảm ơn người. Hài Nhi thật sự không ngờ người lại đưa ra quyết định như vậy. Hoàng Nhi, tình hình trong cung đã nguy hiểm như vậy, chuyện của Mộc Thanh Phong, Ai Gia sẽ cố hết sức để giúp đỡ an ủi. Nhưng Đức Dương có thể vẫn sẽ nghi kỵ con, nói không chừng sau này sẽ lấy việc này làm cái cớ gây ra bất lợi cho con. Thành hôn cũng gọi là cho con đường lùi, để con toàn thân rút lui. Mẫu hậu, thật ra cái chết của Mộc tướng quân hoàn toàn là bất ngờ. Dù sao hắn cũng là thần tử, còn chúng con là huynh đệ ruột thịt, Đức Dương sẽ không tuyệt tình với con chưa từng có ý tranh giành độc vị. Cho dù đợi thế nào thì sau khi hoàng hôn,
hãy mau chóng quay về Thừa Châu. Đức Dương gia cũng sẽ không có cách nào đối phó con. Ai gia sẽ cảnh cáo hắn. Mẫu hậu, hãy chỉ hiểu nỗi khổ tâm của người. Năm đó, Ai gia khẩn cầu tiên đế rất nhiều lần mới giành được Thừa Châu cho con. Núi Kim Bằng gần kề Thừa Châu, con và Đan Phượng hãy an cư ở đó, cũng có thể xoa dịu được nỗi nhớ nhà của Đan Phượng cô nương. Các con có thể thái bình yên ổn chính là niềm an ủi lớn nhất của Ai gia. Mẫu hậu, người hãy yên tâm. Hài nhi cũng xin thay Đan Phượng cảm ơn người. Sau khi hai chúng con thành hôn, chúng con sẽ cách xa thế đời, du sơn ngoạn thủy, sẽ không để người lo lắng nữa. Có điều mẫu hậu, từ đêm về sau hài nhi sẽ không thể nào ở bên cạnh người và hiếu kính như người nữa. Phụng ý chỉ của Thái hậu, Dẹp Dương gia và Đăng Phượng nghe chỉ. Thái hậu ý chỉ, hoàng thất tử Dung Chỉ 10 tuổi được phong Dẹp Dương, nay đã đến tuổi kết hôn. Đăng Phượng tiểu thư Kim Bằng phủ, tính tình hiền diệu, có trí thức, lễ nghĩa, không có người thứ hai thích hợp với ngôi vị Dương phi của thất hoàng tử, cho nên ban hôn, thưởng đất đai, nô tỳ thị vệ đều do phủ nội vụ cấp phát trong hôm nay. Hai người sau khi thành hôn, có phúc hưởng phúc, có quả cùng chịu, nâng khai ngang mày, khâm thử. Tạ ơn hoàng thái hậu ân điển. Nhi thần tiếp chỉ. Chúc mừng Dương gia Dương phi. Nô tài chúc Dương gia Dương phi bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Đa tạ Triệu Tôn Quản. Dương gia khách sáo rồi, nô tài xin cáo lui. Đan Phượng à, không ngờ mẫu hậu lại hạ ý chỉ nhanh như vậy. Có thể là cảm thấy ta và nàng tâm đầu ý hợp nên muốn cho nàng một danh phận sớm. Còn nữa, hôn sự của chúng ta có thể tích phúc cầu nguyện cho hoàng thượng đó. Dương gia, ý chỉ này quá đột ngột. Ta... Việc này không có gì là đột ngột hết. Mẫu hậu nhiều lần hối thúc, nhưng ta không muốn gì để có con cháu nối dõi mà lấy một nữ nhân không có tình cảm. Kể từ lần đầu gặp nàng, ta đã trung tiết xét ái tình, nhưng bệnh tình của hoàng huynh cứ kéo dài không thấy khởi sắc. Ta cũng không dám đề cập đến hôn sự. Hôm qua mẫu hậu đã chủ động nhắc đến hôn sự. Đạt Phượng, ta hy vọng nàng có thể hiểu được tình cảm của ta. Tình cảm này không hề đột ngột. Nàng là nữ nhân mà ta hằng mong đợi. Ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc, bởi vì không ai yêu nàng hơn ta đâu. Dương gia, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, trên người ta đã phải đeo dao xiềng phục quốc. Tình cảm mà ta hiểu được chính là thù hận. Đại thù của phụ thân vẫn chưa báo, mà lúc này nói đến chuyện hôn sự, ta tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Làm sao mà thành hôn đây? Đợi nàng trở thành Diệp Dương phi, không cần phải lo. Không đủ sức mạnh để giúp nàng báo thù. Dương gia vẫn không hiểu tâm sự của Đan Phượng sao? Đan Phượng rất không muốn xen lẫn nhân tố công lợi vào chuyện tình cảm. Như vậy sẽ phụ lòng chân thành của Dương gia đó. Dáng bày này hai chúng ta đều không được thua. Đan Phượng, hy vọng sau này tâm trạng bình phục rồi mới nói sự thật. Không, ta hiểu tâm tư của nàng. Nàng đơn thuần xinh đẹp như thế này, nhưng lại bị Lãng Tử đó tổn thương. Nàng rất sợ, không dám trả giá nữa. Nhưng mà ta hoàn toàn khác, ta nhất định sẽ có trách nhiệm với nàng. Đan Phượng từ nhỏ đã bôn ba giàu nam ra bắc, đã quen một mình rồi, không có ý ép Dương gia thực hiện lời hứa gì cả. Nhưng mà Đan Phượng, bây giờ mẫu thân đã hạ ý chỉ rồi, xem ra hôn sự của chúng ta đã rơi vào tình thế bắt buộc, không thể thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi, không chỉ là nàng và ta, mà còn sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Dương gia, cả đời ta đều vận mệnh chi phối, thần bất do kỷ,
Chỉ có thể hy vọng nắm bắt được tình cảm của mình. Dương gia tốt với ta như vậy, ta đều biết cả. Nhưng ta tự biết tâm ý không rõ ràng. Mà Thành hôm qua lo với chàng sẽ không công bằng với chàng đâu. Kết hôn là chuyện đại sự, mong Dương gia cho Đan Phượng thêm chút thời gian để suy nghĩ thêm có được không? Có được không hả? Lục Tiểu Phụng, hãy nói cho ta biết ta phải làm thế nào đây? Chuyện lớn cả đời nàng không nằm ở ý chỉ của Thái Hậu, cũng không nằm ở thái độ của ta với Dạ Dương, mà nằm ở trái tim của nàng. Hãy suy nghĩ cho bản thân của mình. Bản thân? Ta chỉ muốn hỏi chàng, tâm ý của chàng đối với ta thế nào? Đan Phượng, nàng cũng biết tâm ý của ta với nàng mà. Ta rất yêu nàng. Ta có thể vì nàng xông pha khói lửa, dạng chết không từ. Nhưng ta đã quen phiêu bạc giang hồ, bốn bể là nhà. Ta không biết lúc nào ta mới có thể yên ổn được. Đan Phượng, ta thật sự không thể nói ra được hai chữ thành hôn. Tình yêu vốn dĩ buông ra là mất, nhất thiết phải hứa hẹn. Ai có thể đảm bảo được đây? Vui vẻ bên nhau là được rồi, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Chàng có biết tại sao Thái Hậu lại phải gấp gáp chỉ bằng hôn như vậy? Ngoài việc sung hỉ, còn bởi vì Dạ Dương tìm mọi cách giữ ta lại. Thật nực cười, người ta yêu đậm sâu không muốn hứa hẹn, người ta không yêu thì nhiệt tình khó cản. Hôm đó là chàng để ta về Dạ Dương phủ, rốt cuộc chàng nghĩ thế nào? Có phải cũng đang lợi dụng ta? Ta không muốn mắc nợ Dạ Dương, bây giờ bắt ta như vậy ta biết phải làm sao đây? Đan Phượng, lẽ nào bảo chàng cũng chỉ xem ta là một quân cờ? Ta không thể nào kháng chỉ, bởi vì ta đã Đan Phượng, là ta đây.
Đan Phượng, Đan Phượng, xin lỗi nàng Đan Phượng. Dương gia, Dương gia, chàng làm sao vậy? Đan Phượng, Đan Phượng, Đan Phượng, Đan Phượng. Đan Phượng. Dương gia, Dương gia. Đan Phượng. Chàng sao vậy? Sao lại say đến như vậy? Chẳng phải cổ nhân đã nói như thế này sao? Uống say giải ngàn sầu. Nhưng ta phát hiện mượn rượu giải sầu, sầu lại càng sầu. Thật ra ta biết trong lòng nàng vẫn không quên được Lực Tiểu Phụng. Mỗi lần ta nghĩ đến việc nàng nhớ hắn, nàng biết trong lòng ta đau khổ như thế nào không? Đan Phượng, thật ra nàng biết không, từ lúc ta 10 tuổi đã mong đợi sẽ có một người có thể nói chuyện với ta, trò chuyện cùng ta, trải qua khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng mấy năm nay hy vọng của ta đều tan vỡ, cho tới khi nàng xuất hiện. 10 tuổi? Đúng vậy. Năm 10 tuổi, ta được tiên đế sắc phong Phiên Dương, đến phong địa Thường Châu xa xôi. 20 năm nay chỉ về lại kinh thành không quá 3 lần. Lần này là vì hoàng thượng bệnh nặng ta mới quay về. Lúc 10 tuổi chàng vẫn chỉ là một thiếu niên, chính là lúc mới bắt đầu hiểu chuyện nhân sự. Không sai, ta thật sự không hiểu Đức Dương không ra gì có thể giữ lại, Dục Dương phạm tội bất kính cũng có thể giữ lại, tại sao ta không thể giữ lại chứ? Mẫu hậu là phi tử mà tiên đế sủng ái nhất, nếu mà cầu xin thì ta có thể làm được, nhưng mà không làm vậy. Lúc ta đi, vừa trúng tháng chạp, đại tuyết bay đầy, che lấp hết đường đi. Người ngựa của ta tiến toái không đặn, bị nhốt tại một sơn thôn hoang dã. Một tháng sau lại bắt đầu lên đường, đến được Thừa Châu đã là đầu xuân. Trên đường đi ta cứ khóc suốt, ta cảm thấy mình là kẻ bị chính cha mẹ mình dứt bỏ. Dương gia, có lẽ Thái hậu nương nương cảm thấy triều đình quá hiểm ác, để cố tình chàng có bay xa chạy, là một con hại tự do, tránh khỏi tranh giành quyền lực. Đúng vậy. Nếu như ta có thể giống một bách tính bình thường, yên ổn sống quãng đời còn lại thì không có gì để nói. Nhưng ta cứ nhất thiết là người sinh ra trong gia đình đẹp dương. Ở Thừa Châu, tuy bên ngoài là thân dương, là người quản hạt cao nhất nơi đó, nhưng mà thật ra ta đã bị cầm tù. Ta giống như ngồi trong một chiếc lồng giam, đầu đầu cũng bị người ta khoa chân múa tay, từng bước không thể khinh suất. Nàng biết không, khoảng thời gian sống không bằng chết đó ta đã sống như thế nào không? Nói gì mà cộng tụ thiên luân, nói gì mà huynh đệ hữu ái, càng xa về không thể nhắc đến. Ta thật không biết chàng lại gánh vác nhiều như vậy. Ta bị quan viên địa phương giám sát rất chặt, không có một chút tự do. Bất luận ta làm gì, họ đều bẩm báo lên kinh thành. Sau đó ta không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên kể từ đó ta không rời khỏi Phiên Dương phủ một bước. Ngoài Phi Long ra ta không gặp ai cả. Dương gia, đều nói là thân dương nở mày nở mặt như thế nào, quá ra sau lưng lại nhiều chua xót như vậy. Đan Phượng có thể hiểu được cảm giác cô độc và bất lực đó. E là những chua xót đó của ta, ngay cả mẫu hậu đại nhân cũng chưa chắc biết đến. Đan Phượng, những lời này ta chưa từng nói với người khác. Đan Phượng,
Những lời này ta cũng chỉ nói với một mình nàng mà thôi. Nàng là người đầu tiên nghe được những lời này. Mấy năm nay chắc là chàng rất buồn phiền, rất đau khổ đúng không? Phải, ta sống rất buồn phiền, sống rất cô đơn. Trong lòng ta thật sự trống rỗng. Thế nên ta gặp được nàng, liền cảm thấy hai chúng ta số phận giống nhau. Ta chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy nàng là đủ. Ta muốn nàng ở bên ta. Nếu vậy, trong lòng ta mới cảm thấy ấm áp, mới không cảm thấy trống rỗng. Đạt Phượng, ta biết ta rất ích kỷ. Lúc bầu hậu có ý tác thành cho hôn sự của chúng ta, lẽ ra ta phải ngăn cản bà hạ chỉ mới phải. Chỉ là bà vui mừng như vậy mà ta lại thật sự muốn lấy nàng, đều tại ta, là ta quá ích kỷ. Không phải đâu Dương gia, sủng ái của chàng và thái hậu dành cho ta Đan Phượng hiểu rõ, đó chính là phúc khí của Đan Phượng. Chỉ là Dương, từ khi mà nàng nghe tin hôn sự thì luôn mặt ủ mày chau. Ta muốn cho nàng vui vẻ, việc này là ý nghĩa cả đời ta. Đan Phượng, hãy nói cho ta biết rốt cuộc là tại sao. Lòng ta rất rối, có một số chuyện ta vẫn chưa từ bỏ được. Thật sự xin lỗi chàng. Đừng nói xin lỗi nữa, nàng cũng đừng quá lo sợ. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn cả đời. Ta sẽ cho nàng thời gian để suy nghĩ. Cho dù nàng suy nghĩ bao lâu, ta đều sẽ ở đây đợi nàng. Chỉ cần chúng ta có một chút hy vọng, ta nguyện đợi nàng hạ quyết tâm. Về phía thái hậu, nàng không cần phải lo, ta sẽ nói nguyên nhân là do ta. Cho dù phải chịu trách phạt, ta cũng sẽ chịu một mình. Dương gia, chàng đừng tìm thái hậu, thái hậu nhất định sẽ trách tội chàng. Không đâu, nàng yên tâm. Đan Phượng, giống vậy ta muốn kết hôn với nàng là ta muốn cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu nàng không vui, kết hôn như vậy còn ý nghĩa gì chứ? Nàng không cần phải khó chịu, hễ còn một chút hy vọng, ta sẽ đi tìm mẫu hậu. Nàng yên tâm, nếu mẫu hậu trách tội, ta sẽ chịu một mình, tuyệt đối không liên lụy đến nàng đâu. Dương gia, chàng đừng đi tìm thái hậu. Việc này hãy để Đan Phượng suy nghĩ thêm đã. Ta muốn nói với nàng, ta không thể nào cho nàng hạnh phúc. Như vậy mạng sống của ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như chàng là huynh ấy thì tốt biết mấy. Nếu huynh ấy là chàng thì tốt biết bao. Qua điêu lâu năm đã hứa với huynh từ trước. Vừa ngửi thấy mùi rượu lại biết ngày huynh đến. Sao vậy? Có tâm sự sao? Là nỗi thương, trái tim ta đã bị tổn thương. Thái hậu nương nương ban hôn cho Đan Phượng cô nương và về Dương gia, trong cung trên dưới đều biết cả rồi. Hôm nay cô ấy tới tìm ta,
khóc đến trái tim ta cũng tan vỡ. Nhưng ta vẫn không dám hứa với cô ấy. Nhiều người đều nói Lục Tiểu Phụng ta là đại hiệp, anh hùng cái thế. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược, ích kỷ. Ngay cả hạnh phúc của một nữ nhân cũng không dám cách giác. Gọi là anh hùng gì chứ? Anh hùng thật sự không chỉ vì nước vì dân, thỉnh nguyện vì dân, càng phải nên dũng cảm hứa hẹn với người khác, gánh vác hạnh phúc của một người, cho cô ấy một gia đình ấm cúng. Cô nhất định cũng đã rất nỗ lực vì cô ấy mà thay đổi rồi, nhưng ta vẫn không vượt qua nổi một bước là lời hứa. Ta nói với bằng hữu, có thể hứa cả ngàn lần, nhưng mà nữ nhân thì không làm được. Là vấn đề của ta. Về việc này, ta đúng là không bị kịp dễ dương rồi. Lẽ nào huynh chưa từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy để suy nghĩ vấn đề hay sao? Đúng. Nữ nhân đều muốn yên ổn, nhưng ta sợ ta không làm được. Ta sợ quá thất vọng. Thật ra huynh chẳng qua là chỉ không tin tưởng vào bản thân mình thôi. Huynh không tin rằng thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Có thể là như vậy. Có tới mấy lần ta đã muốn bất chấp tất cả, không đẩy cô ấy cho người khác, nhưng đột nhiên ta lại nghĩ tới bà chủ. Bây giờ cô ấy lấy Chu Đình, sống cuộc sống vừa yên ổn vừa tự tại, tốt hơn lấy ta. Nếu lúc đó cô ấy thực sự lấy ta, thì hôm nay ta vẫn sẽ đồng lòng với Đan Phượng. Nếu hôm nay Đan Phượng lấy ta, thì sau này ta có thể rung động với một nữ nhân khác. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Quyết xác định sẽ không vì thế mà bỏ lỡ nữ nhân trời định đó chứ. Có một nữ nhân như vậy tồn tại thì sao chứ? Lục Tiểu Phụng sắt đá ta, nữ nhân như dòng nước, hoặc là chỉ có một bằng hữu như huynh mới là một đời một kiếp. Huynh biết bản thân ta chưa từng vì mình không nhìn thấy mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ ta lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của huynh. Có người mất hồn đó thế nào thì ta cũng là Lục đại hiệp anh tuấn tiêu sái mà. May mà huynh không nhìn thấy, nếu không huynh cũng bị ta mê hoặc thôi. Được rồi, không nói nữa. Đây là câu đố ngàn đời mãi không thể giải. Quắc Hưu nói hắn không phải người hạ độc, bảo ta đi tìm Trục Đồng Tâm và chìa khóa, lúc đó hợp tác với hắn ta. Tiếp theo phải đi gặp Đan Đồ rồi. Phải nghĩ cách đi gặp cô ta chứ. Ý chỉ của Thái Hậu đã đưa ra, lẽ nào mà muốn đào hôn? Người thật sự tốt với muội mới nguyện chăm sóc muội cả đời. Một kẻ lấy từ khắp nơi lưu tình như Lục Tiểu Phụng không đáng để muội đau lòng đâu. Tí đừng nói nữa, muội trông tránh vấn đề như vậy không phải là cách hay đâu. Muội muốn được yên ổn từ một kẻ lãng tử là muội rất ngu ngốc quan tưởng, muội có biết không? Lời này của tỷ nói ra làm trong lòng muội thấy sợ hãi. Tỷ làm đi. Chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng sao? Chúng ta đã làm sai rất nhiều việc rồi, vì sao không cùng nhau buông tay? Dù những tháng năm còn lại để cầu phúc và đền tội có được không? Được rồi,
Chuyện của ta trong lòng ta tự quyết, không cần ngươi lo. Mượn cứ quản trốn trái tim của mình, mau thành thân đi, sống chung một cuộc sống ổn định. Nhưng mà không có dương vị gì hết, hôn sự của muội là thái hậu ban hôn, buộc phải làm theo. Nếu muội không làm thì sẽ làm hại người thật lòng yêu thương muội đó, làm hại người có ơn. Trong lòng muội chẳng lẽ thấy vui sao chứ? Muội, trên đời này khắp nơi đều có mỹ nữ, vì thứ tình cảm không thiết thực hao tổn cả sức thì đã thấy nhiều rồi. Nhưng muội là người gắn bó với tỷ Đan Phượng, tỷ không hy vọng muội chịu khổ. Tỷ không phải là người tốt, nhưng muội là đôi bước trước duy nhất của tỷ. Nếu không phải quan tâm muội thì tỷ phải chạy về đây nói với muội những điều này làm gì? Tỷ à, lại rơi vào tay cô rồi. Muốn giết thì giết đi. Từ hồi ngươi 6 tuổi, bắt đầu được tổ hấp y nhận nuôi, mạng của ngươi đã là của ta. Ta muốn giết ngươi lúc nào đều được cả. Chẳng phải vậy sao? Không sai. Mọi thứ của ta đều là do cô ban. Giàu sinh ra tử vì cô, ta rứa máu tươi không tiếc gì cả. Nhưng cô đừng quên, trước đây đã từng có lúc kẻ truy sát ta đẩy ta vào bước đường cùng cũng chính là cô. Thân là sát thủ mà không giết được người, người nên tự sát có lỗi là ta sao? Nếu ta không giết người thì làm sao có thể phục chúng? Chẳng phải phá hỏng quy củ của bổ môn sao? Vậy Diệp Trần thì sao? Quỳnh ấy vô tội. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến Diệp Trần với ta? Nếu không phải vì ngươi, ít nhất hắn còn có hai cơ hội giết chết qua mạng lâu. Ngươi tự ta không biết sao? Ta khổ tâm đào tạo ngươi không phải là vì muốn thấy ngươi vì một gã nam dân làm ta thất vọng nhiều lần như vậy. Ta thật sự muốn biết vì sao cô nhất định phải đẩy chàng vào chỗ chết. Xem ra ngươi đúng là đã si mê qua bản lâu rồi. Ngươi không biết mẹ của ngươi thuộc về ta sao? Chỉ vì ngươi không nhẫn tâm giết qua bản lâu, ngươi đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta, còn đê tiện nhà ngươi. Người nói đi, từng món nợ này có phải đều tới sở với Hoàng Mãn Lâu không? Cô còn muốn giết chàng ấy sao? Không được. Ngươi quên rằng gió công của ngươi là do ta dạy sao? Còn giáp ở đây không biết tự trọng, đã tự thân còn khó bảo toàn, còn nghĩ đến tính mạng của Lan Quân ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta làm một việc, không những Hoàng Mãn Lâu của ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho hai ngươi nữa. Thế nào, ngươi không muốn cùng Hoàng Mãn Lâu sống chung với nhau sao? Đại gia, đại gia, đến đây chơi đi. Đại gia, ôi thúi quẩy quá. Đại gia, vào đây nè. Đại gia, vào đây đi. Phiền, sao cô lại ở đây? Ta nhìn thấy lệnh truy nã của lâu chủ rồi. Ta đang kẹt, cần ngân lượng dùng, nên quay về đây xem có việc gì kiếm được ngân lượng không. Ngươi có dự định gì? Cùng lâu chủ dòng mạng thiên nha sao? Sao có thể vậy chứ? Là cha ta thì sao chứ? Ai còn đem mạng sống ra đùa cùng ông ấy chứ? Cô về đây lúc này là đúng lúc rồi đó. Ta nói cô nghe, kim khố của lâu chủ ta đã tìm ra rồi. Chỉ cần cô bằng lòng giúp ta, hai chúng ta liệt thủ. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên là ta tin tưởng cô rồi. Cô là nữ nhân mà ta tin tưởng nhất. Trong kim khố đều là những thứ quý giá mà ông ta kiếm được cả đời. Chỉ cần cô giúp ta chuyển ra ngoài, ta sẽ cho cô 3 phần. Đúng là ta muốn kiếm ít ngân lượng. Ngươi nói ra có giữ lời không? Ta có bao giờ lừa cô chưa? Đều là cô lừa ta thôi. Tuy là ta sẽ tức giận, nhưng mà
ta đều tha thứ cho cô. Chỉ trách ta thua kém. Sau khi thành sự, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta hả? Cô chẳng được lợi gì. Cô cũng không thể cùng qua Mẫn Lâu ở bên nhau. Được 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 được, coi như ta nói sai rồi. Sau khi cô có ngân lượng, muốn làm gì thì cũng được. Cứ sống cuộc sống như cô muốn, được không? Ở đằng trước chính là kim khố. Những thứ này đều là do ông ta tích lũy suốt mấy năm nay. Có mấy vạn lượng vàng đồng, còn bạc thì không tính nổi. Ông ấy cất giấu rất kỹ, vẫn tin tưởng là ta không biết. Có phụ thân giống như ông ta, tự ác sẽ có con trai giống như ngươi. Ta cũng không tự nhận mình là người tốt, cũng không thích. Phụ thân của cô là người như thế nào? Một tên quỷ cờ bạc, thua sạch hết tiền trong nhà, còn nát rượu. Thua sạch rồi thì đánh mẹ ta. Phụ thân của chúng ta đều là kẻ xấu, cho nên chúng ta cũng đều là kẻ xấu. Vàng trong. Mau, chúng ta mau tranh thủ đem hết ra ngoài. Nhiều thế này sao? Hai chúng ta làm sao chuyển hết được? Chúng ta một ngày chuyển không hết thì hai ngày, chúng ta hai ngày chuyển không hết thì ba ngày, đến cuối cùng sẽ chuyển toàn bộ kho báu này ra ngoài. Vậy chuyển ra ngoài rồi để đâu? Vận chuyển đến một nơi mà lâu chủ không tìm thấy được. Bây giờ ông ấy đang hoang mang bỏ trốn, không có ngàn. Nếu không phải vì mới vàng rồng này, ta cũng không dám nhìn đến tận giờ. Giờ đây cơ hội đã đến, ta nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của ông ấy. Tại sao cô lại muốn giết ta? Ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi, ta còn muốn băm dằm ngươi ra. Nói, Quốc Khu đang ở đâu? Đều là ông ấy đến tìm ta. Ông ta xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết ông ta ở đâu. Ngươi không biết sao? Nói đi, rốt cuộc Quốc Khu ở đâu? Đã không ép được ngươi nói ra thì đừng trách ta không khách sáo. Ta nói giữ lời, hy vọng cô cũng giữ lời hứa của mình.
Ngươi giúp ta đặt một dấu chấm viên mãn cho chuyện này. Hai ta hẹn giang hồn gặp mặt, ai đi được nấy. Ta đã giúp cô tìm được Quách Thiên Thanh rồi, còn chưa đủ sao? Vậy ngươi giúp ta chuyển thi thể của Quách Thiên Thanh về Kim Khố đi. Ta không tìm được Quách Khu thì đành phiền hắn đến tìm ta rồi. Ta đã giết chết con trai của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đến tìm ta trả thù. Phi Yến, nghe nói cái tên thiếu chủ của Thanh Y Lâu này yêu thương ngươi vô cùng, nhưng hắn chết rồi, sao ngươi lại chẳng đau buồn chút nào vậy? Hây, xem ra Diệp Trần cũng được, thiếu chủ cũng được, nam nhân yêu thương ngươi đều không có kết cục tốt đẹp. Thật ra kẻ đáng ghét nhất chính là cô. Ngươi muốn trả thù cho Diệp Trần sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi, ngươi đã gọi ta là chủ nhân, mạng của các ngươi đều không phải là của ta sao? Sống thêm một ngày cũng coi như là phúc phần của ngươi rồi. Phi Yến, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Dù ta không giết ngươi, nhưng ta thấy tên Quách Hưu đó cũng không tha cho ngươi đâu. Công tử, công tử, Phi Yến đến rồi, Phi Yến đến rồi. Quách Thiên Thanh chết rồi. Là ai đã giết hắn? Là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ mà trước đây ta từng theo. Ban đầu lại cho nàng giết ta, bây giờ lại giết chết Quách Thiên Thanh. Như vậy Quách Hưu sẽ xuất hiện. Cô ấy giết ta vì không muốn ta cứu hoàng thượng. Cô ấy giết Quách Thiên Thanh là vì muốn ép Quách Hưu xuất hiện. Không muốn cứu chữa cho hoàng thượng lại muốn ép Quách Hưu ra. Nhất định là muốn lấy 3 chiếc chìa khóa vàng. Ta nghĩ ta đại khái biết được cô ta là ai rồi. Chàng biết sao? Có lẽ là người mà Lục Tiêu Phụng vẫn đang tìm. Phi Yến, nàng đang buồn sao? Ta tưởng rằng Quách Thiên Thanh chết rồi thì ta sẽ được giải thoát, nhưng ta phát hiện trong lòng ta không hề thấy đỡ chút nào. Hắn cũng là một kẻ số mình gặp nhiều trắc trở, vừa đáng thương đáng buồn. Có lẽ là vậy, hắn làm quá nhiều việc xấu, ta căm hận hắn. Trước đây ta ngày nào cũng mong hắn chết đi, nhưng hắn chết rồi, ta lại nghĩ nếu như hắn có gia đình, có cha mẹ thì hắn sẽ không như vậy. Phi Yến à, nàng quả thực đã thay đổi rồi. Nàng của bây giờ cõi lòng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Mấy ngày nay ta cũng đang phản tỉnh bản thân. Ta không nên luôn muốn thay đổi nàng. Ta thích chính nàng là như thế này, tung hoành ngang dọc lại rất chân thành thẳng thắn. Cần gì phải biến nàng thành một người khác chứ? Không biết nên làm như thế nào. Sau này nếu như ta còn bá đạo như vậy nữa, nàng phải nhắc nhở ta đâu. Không, là bản thân ta quá ngoan cố. Những chuyện chàng làm đều là muốn tốt cho ta. Chủ nhân đã hứa tha lỗi cho ta rồi, cũng đã thoát ly khỏi Thanh Y Lâu. Bây giờ ta có thể bắt đầu lại cuộc sống rồi.
Thời gian này chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, không có thời gian dừng lại. Nghĩ xem sau này nên có cuộc sống như thế nào. Con đường của hai chúng ta còn phải trải qua nhiều sóng gió. Phi Yến à, ta cũng sẽ cùng nàng bước tiếp. Con nhìn thấy chưa? Con yêu cô ta như vậy, cô ta đối xử thế này với con. Đã nói sao con được tin tưởng nữ nhân, đặc biệt nữ nhân hiểu đồng rồi. Thằng bé này không tin tưởng cha con, con là thằng ngốc mà. Bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Để ta là, để ta giết A Tiện Nhân đó, tiện nó xuống dưới đó cùng với con. Đây là chuyện cuối cùng cha làm cho con. Tại sao chứ? Sao ngươi lại muốn làm quốc khu ta tuyệt tử tuyệt tôn? Con trai, yên tâm lên đường đi. Cha đi đây, cha đi hành sự đây.